thì xuất hiện gần đây trong cái hội nghị dành cho cộng đồng LGBTQ+. Thì Liên có chia sẻ là mình học được nhiều điều từ những người thầy, người bạn của mình trong cộng đồng này. Thì không biết là Tiên đã học được những điều gì từ họ? Hôm trước lúc mà Tiên đi á, thì Tiên ngồi nghe và mình nghe được nhiều cái keyword, nhiều cái cụm từ rất là hay mà mình phải dùng bút, mình viết lại với giấy để mà mình tìm hiểu, mình đọc thêm. Một trong những cái hay mình nghe được là khi mà nói về chăm sóc sức khỏe cho người trong cộng đồng LGBTQ+ á, thì họ sẽ dùng cụm từ là holistic health, có nghĩa là sức khỏe toàn diện. Ở đây bình thường mình hay nhắc về sức khỏe nó cục bộ hơn, ví dụ như mental health, sức khỏe tinh thần, rồi sức khỏe về cơ thể, về physical health của mình. Nhưng mà holistic health nó sẽ bao gồm nhiều cái yếu tố hơn và nó toàn diện hơn. Thì đó là một trong những keyword mình thấy rất là hay. Hoặc là cái vấn đề về mình có nghe một cái cụm từ này, mình kể ra không biết nó có tiêu cực hay không, nhưng mà cái gọi là tự sát có dự tính. Có nghĩa là đôi khi á, mình biết nó là điều xấu và mình làm nó, như mình cứ bỏ ăn bỏ uống chẳng hạn, hoặc là mình không có chịu đi khám sức khỏe thường xuyên, thì dần dần những cái thói quen đó là mình đã cố tình mình giữ tính trước, để sau này á là nó sẽ dự báo trước một cái kết cho mình. Thì những cái này mình phải học, mình phải biết về nó để mà mình phòng tránh nó, và đồng thời là mình cũng phải raise awareness, có nghĩa là mình phải nâng cao cái nhận thức của cái vấn đề này để mà chúng ta có thể cùng chung tay giúp đỡ cho cộng đồng, để mà cộng đồng có một cái sự bảo vệ, có một cái sự chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Hoặc là mình có nghe một chị trans, chị nói là ở dưới miền Tây á, đa phần là những chị trans thì không biết đọc chữ, và ở gần gia đình nhưng mà đôi khi là mấy năm trời không gặp gia đình, mặc dù là ở cách đó cũng không có xa. Và bình thường mình đi khám sức khỏe là 6 tháng một lần hay là một năm một lần, nhưng mà những cái người trans họ không có đi khám sức khỏe thường xuyên. Mà mọi người biết đã là trans rồi á, thì mình phải đi khám sức khỏe thường xuyên để mà mình có thể chăm sóc sức khỏe mình tốt hơn. Nhưng mà cái thực tế nó đang vẫn diễn ra hàng ngày, và cái cuộc sống của những người trans rất là khổ. Và mình luôn luôn mong muốn rằng mình có thể có một cái tiếng nói, có những cái dự án để mà nó thiết thực hơn, giúp đỡ cho cộng đồng nhiều hơn, để mà mọi người được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.